Nay đưa bé ba bé gì hết anh Tâm? Dạ, hôm nay cũng xin thông báo cho các mạnh thường quân với các nhà hảo tâm và cộng đồng mạng là hôm nay tôi trước coi con về rồi rước ba cháu bé về coi như là về tới nhà cũng coi như tạm ổn cũng vui về để cần kề chăm sóc cũng dễ hơn. Rồi giờ giấy tờ xong hết rồi ha. Dạ, giấy tờ thì xong hết rồi. Bây giờ mình bồng, bây giờ mình bồng xuống ha. Dạ, rồi giờ bồng đi, hai bồng, hai bồng. Anh Tâm bồng được không? Anh bồng được không? Anh bồng đi em cầm này cho. Bồng đi cho tình cảm, cho tình cảm. Ba bồng à? Kêu rồi. Anh bồng không? Ba bồng đứa út liền vậy. Ôm nó vô. Nhỏ nhỏ là đứa út đó. Rồi vô tiếp. Cẩn thận nè, bồng. Anh đỡ đỡ cái đầu em. Rồi anh hai bồng, tôi để cô cầm mấy cái khăn. Rồi đứng đâu ba người chủ tịch tấm hình nè. Rồi đứng lại anh chụp tấm hình cái anh Tâm ơi. Nè, mới solo tay luôn mọi người. Cừ nè. Mình đến xuất viện rồi chuẩn bị về rồi. Chú sắp tiếp chưa? Em sắp tiếp. Tự nó sắp để hồi mấy người chưa. Cái này mình bọc được chưa? Dạ. Bọc được chưa? Chưa có giấy rồi. Giấy bọc nhau mới cho ha. Giấy xuất viện rồi ra là đàng hoàng không có mình cho chứ. Mới số lô tay nào á? Mới sổ thì luôn hả? Trời ơi. Mới sổ đó. Cả xe vẫn có giấy tờ ở đây nữa rồi. Số 3 đứa hết trơn rồi. 3 đứa sổ hết. Để về nhà giờ còn nhỏ dễ. Để lớn sổ. Lớn sổ nó nhét tay. Đau. Để trong cái vỏ đó không? Sổ nó có góc không? Nhăn nhăn. Để trong một vỏ cho ai lục đi đâu. Níu cái. Mẹ để trong vỏ gì đó. Ai lục đâu gì cái vỏ đó đâu. Về nhà nằm mới lạnh khỏe à. Không có hầm như đây. Vậy hả? Vậy là lạc đi đâu rồi vậy? Có nhiều đó giấy tờ cũng được kỹ nữa. Vậy là lạc đi đâu không biết đâu. Ôi ơi, ngáp kìa. Lúc này chuẩn bị đang xuất viện về nha mọi người. Không biết lạc đi đâu. Xem đồ giấy tờ rồi xong xuôi cái nha. Về. Không có, tôi đem giấy tờ tôi để trong này không mà cô để ra. Cô để ra ngoài. Tại vì cái giấy tờ của nó là đây đây. Con kêu bà ấy xuống dưới nói đi về giấy tờ. Đã ra là đem đi rồi. 3 triệu với 1 triệu, 4 triệu rồi, có giấy tờ có 1 triệu rồi. Mới sổ lô tay. Sổ luôn này hả? Cô các bác sĩ sổ luôn hả? Mẹ đóng rồi. Mẹ đóng rồi cho thanh toán 1,7 triệu đó. Nếu miếu không? 1,7 triệu rồi thanh toán cho ta 900 gì đó đó. Đi đó mà mày thanh toán con ra đi. Nó về với mẹ nè. Ôi miếu rồi. Nó về với mẹ nè. Bà Minh Anh ơi về với mẹ nha. Thanh toán thằng ra viện rồi phải không? Rồi mới cùng đưa cho mẹ lại nó mẹ đi thanh toán lại cho mẹ 1,7 triệu. Cười nó về với mẹ cười. Gì này gì nha nè. Cười đúng không? Bây giờ giấy gì nữa? Đem lại tôi đã vô vỏ hết à. Về nha, hôm nay mọi người cũng về. Ôi lại nữa người đẹp. Hôm nay mình về hết ha. Về ai cũng mạnh khỏe nha. Em bé nào cũng hay ăn cháo lớn nha. Vâng. Mô Di Đà Phật, các con cũng về với mẹ đây. Nay về đốt nhang cho mẹ. Vậy hả? Mẹ nó chưa có thấy nó, nó chưa thấy mẹ. Đúng rồi. Hết rồi. Lát về cho mẹ thấy rồi. Đi về nhà đi. Ở đây giấy tờ dọn dẹp hết trơn rồi. Hết trơn rồi. Ôi, cháu xí lắm rồi mẹ ơi. Cười. Sao mình cứ thấy bé Út thấy là thương thương. Bây giờ, bé Út lấy hai cái vỏ xuống. Vỏ này. Qua có quậy không hả chị? Không, không có quậy. Không quậy à.
nay dọn phòng họ nơi năm về 500 đấy nha. Vô giờ lấy dế đi nữa để có vợ làm miệng ba đứa được. Ba đứa được đang nuôi cái một luôn à. Dài giữ ba đứa này còn mệt nữa nè. Giữ ba cái này rồi còn cậu hai đấy. Cậu hai đấy, cậu hai cười Út cười vậy. Cười nữa con. Cười nữa con. Cười hả gái? Chờ đó. Cười nữa. Các con chuẩn bị về. Mình vô kìa. Anh Hai Minh à, anh Minh đâu? Mình này giờ này xách đồ rồi, non quá rồi. Xong hết rồi, bây giờ xách đồ xuống xe thôi không? Xong cái này, xách đồ xuống được. Đi được luôn. Không sao đâu, lát đi lượt luôn. Nhà này non quá, xách đồ. Còn bên chỗ hả? Nhất này xài bình đây nghe cả nhà. Nút bình này. Bình sữa này sữa người ta đó hả? Sữa của ở đây đó, bệnh viện phát á. Mà sữa sữa người ta hả? Mình đăng ký hả? Không, sữa không phải sữa mẹ mà sữa. Chú nè. Nhưng mà sữa hơn. Đây có nói ra hỏi là coi có cho hiệu sữa gì không? Có nói hiệu sữa gì cho bé không? Chú uống sữa gì không? Hỏi về đúng rồi, phải hỏi về cho bé. Ở nhà có sữa tươi, có sữa tươi mẹ. À sữa mẹ ha. Ở nhà có sữa mẹ. Vậy là lấy sữa đó về mình hâm lại đi cho bé. Người ta cho bữa đi tự lên sắp nó cái này. Đó thì bà ra đây đó thì mình bé tươi nè. Cậu hai không có vợ nè, cậu hai nuôi tiếp. Thấy cưng không? Tội nghiệp ha. Ngủ mê. Tóc nó nào nó đen hôi không à. Người ta về thì đốt nhang cho mẹ người ta. Tóc đen ghê. Mẹ con này gặp nhau nè. Nó thấy mẹ thấy em méo rồi. Nhớ hai ngón cái bước. Bé này bé này. Cái thứ hai nè. Xin dí à con à. Bé bé hai con cái bớt. Xin dí á. Ngủ mình hơi cưng chứ. Bé này bé hai, bé này chứ bé số 1. Bé số 3. Cậu thương hết ba đứa hả? Cậu thương đứa này nhiều nhất cậu. Ba đứa luôn. Cậu hai 46 tuổi rồi mình chưa có gia đình, chưa vợ, chưa có con. Thôi cậu hai nuôi các cháu đi. Ngủ hả con? Thức bị chuẩn bị về nè, chuẩn bị ra xe nè. Về với mẹ. Về nhà nè. Về đón nhang cho mẹ. Tới hôm ngày chưa về nhà nữa. Đúng không? Ôi kìa kìa kìa. Em bé này thì sống tới ngày la quay về. Ngủ ngủ phê nữa nè. Đây là số 2 nè. Đây là số 2 nè. Đây là Phương Anh nè. Đây là Bảo Anh nè. Này mình số 2 nè. Số 1. Không phải. Số 2. Thế thôi. Cô vợ này số 1 nè. Hả? Số 3. Anh để lộn. Để lộn nón hay gì nè. Đúng không? Bạn nó có cái bớt rồi, số 2 nè. Bớt rồi số 2 đó. Đấy thấy chưa? Đấy. Còn bé Út nhìn dễ lắm, bé Út hiền nhất, là cái mặt nó hiền quá, hiền thì rõ. Mà nó la cũng dữ luôn. Thế hả? Đó, nói chuyện đó. Út về nhà nè, Út về nè, Út về nhà mấy ba nè, mấy anh chị nè. Đó, nói chuyện kìa. Đó. Đó, thấy chưa? Thấy không? Nghe tiếng không? Nghe rồi đó. Sỏ lỗ tai không khóc luôn. Thế hả? Đâu. Sỏ lỗ tai không khóc luôn hả? Mới sỏ lỗ tai khì hay gì? Mới sỏ lỗ tai. Nghe bên kia cũng bạn nữa đó. Kia cũng về rồi đó. Bên trai bên gái đó. Mà xin đôi hả? Gặp lại bạn có duyên á. Xin đôi hả? Một trai một gái luôn hả? Bên kia chỉ có thành phố rồi, bệnh nặng lắm. Ủa thế hả? Chị về nữa hả? Đi ra về rồi. Chị sẽ về hả? Dạ. Làm cái tờ không đi về. Con lên rước nè. Vậy đó hả? Lên rước luôn nè.
Cừ hết không? Cừ hết không? Ừ. Chuẩn bị đưa con chú lên nước là quá sướng ơi. Xe du lịch dài luôn nha. Úc ơi. Úc à đó. Xóa hai công chỉ đôi luôn rồi. Cái này xóa còn gì không? Chắc đeo nó chắc. Bé thứ ba này nó hiền nhất. Chị hai nè, có bớt nè. Thứ ba chứ. Có bớt nè. Ông về nhà đây ông bà cô chú ơi, cảm ơn ông bà cô chú nhiều lắm. Ông bà cô chú đã thương con nè, quan tâm con nè. Cô đó tôi cả năm đó nghe, tôi thấy cô đó là thương cô Út nhiều nhất đó nghe. Lên lần nào cũng đựng cô Út hết nghe. Dạ, dạ, thương nhiều, Út cưng nè. Út cưng nè, ai cũng thương hết á, nhưng mà Út cưng thấy thương nhiều nhiều. Út cưng là dấu nè. Mẹ dấu không? Tại vì chú âm có hai hả, không có thấy Út. Lò nữa Út, là thứ ba. Mẹ chỉ biết có hai thôi, mẹ không biết ba. Cảm ơn ông bà cô chú nhiều. Là cái miệng nó chấp chép đó nha. Từ sáng giờ có hức không? Thích chơi bú rồi bình thường. Mình ngủ lâu chưa? Ừ đấy, theo nó con này nó ra tiếng ha. Bông mới lên được không? Bông mới. Bông thử coi. Bông mới. Bông thử coi có giống ba chấm con không? Anh bông cẩn thận nhá. Thương. Ừ, ấm khéo chưa? Cậu hai bồng đó, để không? Cậu hai bồng đó. Vậy mới cậu hai nghe. Kìa, đầy hanh vậy. Em kia không được bồng rồi. Bồng này bồng trời ơi, nhảy mũi. Nhảy mũi. Đó là chị hai đó, chị lớn đó. Đứa hai đứa lỗ mũi cao và nhăn mặt cả. Nhưng mà cả mặt chứ tươi tươi vậy. Đi xe hơi à? Ba bé đi xe hơi à? Thì ai hoãn được cho ba ăn? Ba ăn được không? Con với Bảo với bà Năm ăn ba đi. Bảo ngồi xe hơi về. Thành giấy cũng lâu dữ nè. Thủ tục đó, tại vì ba bé lần mà người ta có một bé thì ta còn đây bằng ba bé. Ừ, hứa gì đi về nè, hứa gì đi Nam Mô A Di Đà Phật, về nhà cúng cho mẹ nè. Ngủ có biết gì hôm nay về mẹ nó biết là ba đấy. Em bé chỉ là chứ ngủ mẹ à, không biết là ba, mẹ nó chỉ nghĩ có hai thôi. Bà ra đầu tiên đấy. Nó phê ngủ. Nó bú hồi nào? Hà gì năm? Dạ, bú hồi nào? Mới bú đây à? Ừ, vậy nó non. Mới bú nó phê. Mới ngủ dưới sổ lỗ tai rồi, cũng hơi ê rồi, nằm rồi phê đó. Cái mỏ tấm tém nè. Ôm em đi cô gì nè. Ông ơi mới ơi được không? Mình giờ đâu mà non mà vô chỗ đó. Ôm xuống hôn em mới ơi. Hôn em vô người em á. Dám hôn em không? Sao vậy á? Ôm sát sát vô. Thương. Thương em coi. Tình cảm chút coi. Đâu hôn em coi. Không hôn cái mặt đó, hôn vô đây nè. Bắt cỡ rồi. Hôn vô mền rồi. Hôn cái mền được rồi. Hôn đều hôn một hôn cái đó mà đứa này không hôn là nó giận đó. Hôn mày chưa. Có ôm đó mà con không ôm đây là giận á.
ôm đều hết. Không phải ôm ba em nha. Ôm đều ba em á. Đông không ơi. Thử coi. Thử cho bà cô chú thấy không? Thấy tình cảm của anh em coi. Không sao? Đi không ngân dám không không? Nói sao đi, nói với em để em về chứ. Con phải kêu à. Em để em mới biết đường em về nhà chứ. Kêu em sao? Con à. Nói đi. Đây là Minh Anh nè. Bảo Anh nè, Phương Anh, đây là đế tên đệm của con nè. Con là Minh đó, em là Anh đó. Kêu Minh Anh ơi về với anh nè. Về với anh ba nè, chú Tư à? Cả. Đông không mới ơi. Không thôi, cô đem em về nhà cô ạ. Lâu lắm rồi. Cũng khóc rồi hả? Tình cảm không khóc rồi hả? Về gặp mẹ. Nó mừng lắm rồi, nó nôn em về nhà lắm rồi, đang cho nó gặp á. Tối nay là ngủ chung rồi đó nha. Tối nay là mình được ngủ mấy em ấy nha, không là được nằm mà em dậy mà bú sữa là tiếp nha. Nó chơi nửa kia, nửa kia lúc xíu rồi. Cái lộn chân ai cũng khen nó chơi mấy bữa mà em chưa vô á, mấy nhóc này còn có em thì thay ca. Ừ. Con thương em nào nhiều nhất? Căng. Hả? Thương bé nào nhiều nhất? Thương em nào? Thương ba em luôn ha. Thương đều hết luôn. Là con mua bánh cho em này là phải mua cho hai em kia luôn, đúng không? Cho em này ăn là phải cho em kia em ăn luôn. Cái mỏ nó chung lên nhá. Nó nói anh làm anh khó lắm đó. Đi học về mà mấy em lớn rồi ha, đi học về phải mua bánh là mua ba em nha. Mua đồ chơi cũng phải mua cho ba em. Mua cho ba đứa còn không còn mua đứa ha. Mua một đứa là đứa kia nó hờn đó. Mua đứa kia là còn đứa nó giành lộn á. Nhỏ nó chung lên. Mua đồ chơi cũng phải mua cho ba đứa. Cái cưng hả? Ba nét mặt đó. Chen nhau. Ba nét mặt nào phải không kém mấy bạn phải em. Giống nhau chen. Nó mở mắt ra chưa? Mới. Ừ, hết gì chưa? Hết rồi, đi về nè. Về với mẹ nè. Cô chào ông bà cô chú đi. Gì à? Bồng về ha. Phương Anh ơi. Phương Anh đi về mấy mẹ nè. Về cúng cho mẹ nè. Nó lấy mẹ nó khóc. Biết á, nó trâu lại. Đi này con, nó gì không? Đi về cúng đốt nhang cho mẹ kìa. Ủa, vươn vai kìa. Ừ, ngủ nữa à. Ngủ nó không? Ừ. Về cũng cuộn em lại vậy đó. Ừ. Đâu, con gợi em ấy. Gợi em nựng mặt hết rồi. Không, đừng có nựng cái mặt em. Ừ. Giờ cho cái em mừng chứ. Đó, em cười liền không? Anh Tư dở cho cái em cười liền không? Bà đứa cỡ một. Cỡ. Bà bé gái mọi người bữa nay có sổ lỗ tai rồi đó. Nay xuất hiện về sổ lỗ tai nè. Con kêu em thì coi. Ừ. Kêu đều hết. Con kêu xong bà cô chú coi em kêu tên coi là em nào nào. Nay đưa bé ba bé gì hết tao? Dạ hôm nay cũng xin thông báo cho các mạnh thường quân với các nhà hảo tâm và cộng đồng mạng rồi hôm nay đi trước coi con về rồi rước ba cháu bé về coi như là về tới nhà cũng coi như tạm ổn cũng vui về cần kề chăm sóc cũng dễ hơn rồi về giấy tờ xong hết rồi ha. Dạ giấy tờ thì xong hết rồi bây giờ mình bồng xuống ha. Dạ, rồi giờ bồng đi, hai bồng. Hai bồng. Anh Tâm bồng được không? Anh bồng được không? Anh bồng đi em cầm này cho. Bồng đi cho tình cảm, cho tình cảm. Ba bồng à. Kêu ơi. Bồng không? Ba bồng đứa Út liền vậy. Ôm nó vô. Nhỏ là đứa Út đó. Rồi, vô. Tiếp. Em cẩn thận ạ. Bồng. Anh đỡ cái đầu em. Rồi anh hai bồng, tôi để cô cầm mấy cái khăn. Rồi đứng đâu ba người chú chụp tấm hình nè. Rồi đứng lại anh chụp tấm hình cái anh Tâm ơi. Nè, đứng sát vô. Chụp tấm hình nghe coi.
bắt đầu lên đường đi về rồi nha. Bắt đầu lên đường đi về rồi, bây giờ ra ba bé về mọi người, Minh Tăng ngưng quay ha, rồi nữa về nhà Minh Tăng quay tiếp nha.